Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày ký thỏa thuận ngừng bắn chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, các quan chức quân đội cấp cao Triều Tiên gồm Đại tá Lục Quân Ryun Ryung, và thiếu tá Hải quân Ju Kiom Song đã tuyên bố sẽ hủy diệt hoàn toàn kẻ thù theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un nếu xảy ra chiến tranh. Sự kiện diễn ra gần đây với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Cũng tại sự kiện, các quan chức cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc có hành động thiếu thiện chí về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, bất chấp hậu quả. Phía Mỹ và Hàn Quốc chưa bình luận về cáo buộc mới nhất, nhưng trước đây nhiều lần tố ngược Bình Nhưỡng các quan chức này tuyên bố sẽ tăng cường hiệu quả trong việc tiến hành cuộc tấn công áp đảo kẻ thù bất cứ lúc nào và sẽ hủy diệt hoàn toàn kẻ thù một khi tư lệnh tối cao Kim Jong Un đáng kính ra lệnh. Chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào năm 1950 và kết thúc bằng một hiệp định đình chiến vào năm 1953, không phải hòa ước. Do đó, về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Tại lễ kỷ niệm được tổ chức mới đây, ông Kim Jong-un đã gặp các cựu chiến binh từng làm việc ở các vị trí chủ chốt trong đảng cầm quyền, chính phủ và quân đội. Năm ngoái, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh để kỷ niệm cột mốc 70 năm đình chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergei Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Hồng Trung cũng được mời đến và đứng trên khán đài cùng ông Kim Jong-un. Trong lễ kỷ niệm gần đây về những hy sinh của lực lượng do Mỹ dẫn đầu trong chiến tranh Triều Tiên, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-su cảnh báo nước này sẽ không dung thứ trước các hành động thiếu thiện trí. Vị này cho biết thông qua sức mạnh áp đảo và sự đoàn kết với các quốc gia thân thiện, chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động thiếu thiện trí nào từ Triều Tiên và cho rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục thực hiện các hành động thiếu thiện trí, chẳng hạn như thả bóng bay, chở rác và phóng tên lửa đạn đạo. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc tiếp đó cho biết nước này có kế hoạch tăng cường thế trận an ninh thông qua hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản. Seoul cũng đang nỗ lực vì sự ổn định ở Đông Bắc Á thông qua hợp tác ba bên với Tokyo và Bắc Kinh. Cảnh báo là vậy, song ông Han Duk Su cũng khẳng định cánh cửa đối ngoại với Triều Tiên vẫn mở nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân và các mối đe dọa quân sự. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán Mới đây cáo buộc Mỹ đã phá hủy đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, đồng thời cảnh báo về sự sụp đổ của liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, phát biểu tại Baletutasnat, một thị trấn có đa số người Hungary sinh sống ở miền Trung Romania, Thủ tướng Orbán đã cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ năm 2022 làm hư hại đường ống dẫn khí Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức, gọi đó là một hành động khủng bố được thực hiện theo chỉ đạo rõ ràng của người Mỹ. Nhà lãnh đạo Hungary cũng chỉ trích châu Âu cho rằng EU đã nghe theo các yêu cầu của Mỹ thực hiện các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho chính châu Âu và khiến giá năng lượng tăng cao. Thủ tướng Hungary cũng cảnh báo về sự sụp đổ của EU trong khi một trật tự thế giới mới đang hướng tới châu Á, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, cho rằng cựu tổng thống Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình nếu được bầu. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orbán cũng đề cập đến vấn đề Ukraine, nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể đạt được với vai trò trung gian hòa giải của bên thứ ba, bởi cả Ukraine và Nga đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng và không muốn đàm phán. Phản ứng trước các tuyên bố trên của Thủ tướng Orbán, đại sứ Mỹ tại Hungary David Pressman đã viết trên trang mạng xã X rằng những tuyên bố của Thủ tướng Orbán có nguy cơ làm thay đổi mối quan hệ của Hungary với Mỹ, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Hungary tuyên truyền các thuyết âm mưu của Nga về Mỹ. Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi các quốc gia khác trong EU chỉ trích gây gắt việc Thủ tướng Orbán đến Nga và Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh hòa bình cho Ukraine ông Orbán có mối quan hệ nồng ấm nhất với Điện Kremlin trong số tất cả các nhà lãnh đạo EU. Về Ukraine, Thủ tướng Orbán bày tỏ nghi ngờ việc quốc gia bị xung đột tàn phá, có thể trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO hoặc EU. Ông nói, chúng tôi, những người châu Âu, không có tiền để làm điều đó. Ukraine sẽ quay trở lại tình trạng của quốc gia vùng đệm. Thủ tướng Hungary cho rằng sự bảo đảm an ninh quốc tế sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Mỹ và Nga. Hungary đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU Chính phủ của Thủ tướng Obama đưa ra khẩu hiệu đưa châu Âu vĩ đại trở lại, mô phỏng khẩu hiệu nổi tiếng của ông Donald Trump. Theo nguồn tin của trang Bloomberg, máy bay không người lái của Ukraine đã bắn trúng một máy bay chiến đấu tại sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo nguồn tin này, các máy bay không người lái do tình báo quân sự Kiev phóng đã tiếp cận mục tiêu. Máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M3 tại sân bay quân sự Olenia trên bán đảo Kola ở phía bắc nước Nga. Thông tin từ phía Ukraine nhấn mạnh, đòn tấn công bằng UAV nhắm vào sân bay Olenia ở Olenegos đã làm hư hại một máy bay ném bom Tu-22M3 của đối thủ. Vụ tấn công do cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) tiến hành. Ngoài ra, không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố. Sân bay Olenia là căn cứ của máy bay chiến lược Nga. Khoảng cách từ biên giới Ukraine đến sân bay này là 1.800 km. Ngoài ra, sân bay này còn nằm cách thành phố Murmansk, tây bắc nước Nga khoảng 90 km về phía nam. Đây là căn cứ không quân có vị trí chỉ cách trụ sở hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga khoảng 100 km và nằm gần vòng cực Bắc. Theo báo The Telegraph, đòn tấn công vào máy bay ném bom tại sân bay gần Bắc Cực là một thành công hiếm hoi đối với một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Điện Kremlin. Moscow sử dụng phi đội gồm khoảng 60 máy bay ném bom Tu-22M3 để bắn tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Đầu năm nay, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một chiếc Tu-22M3. Hồi năm ngoái, một máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy ít nhất một máy bay ném bom như vậy tại một căn cứ không quân ở Nga. Trong khi đó, tờ Ukrainska Pravda đưa tin hai sân bay khác ở vùng Saratov và Ryazan ở miền trung nam nước Nga cũng được không quân Nga sử dụng làm căn cứ cho máy bay ném bom bị nhắm mục tiêu. Theo mô tả của tờ Kiev Post, tiếng nổ của ít nhất 3 vụ nổ vang lên tại căn cứ không quân Diazilevo. Thế nhưng, không rõ liệu máy bay không người lái tấn công của Ukraine có bắn trúng máy bay chiến đấu Nga nào hay không. Bên cạnh các cuộc tấn công vào những sân bay quân sự ở vùng Saratov và Ryazan của Nga, máy bay không người lái Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu tại Ryazan. Người dân ở Ryazan cho biết, máy bay không người lái đã bị đánh chặn khi đang tiếp cận nhà máy lọc dầu và sân bay quân sự Yazilevo. Những bức ảnh cho thấy khó bốc lên lan truyền trên mạng xã hội. Theo các kênh Telegram của Nga, tất cả các mục tiêu trên không đều bị đánh chặn và không có thiệt hại nào xảy ra đối với cơ sở hạ tầng và các cơ sở vật chất khác ở Nga. Trong tuyên bố ngày 24 tháng 7, kèm video ghi lại vụ tấn công, nhà chức trách Nga cho biết các lực lượng Moscow đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy sở chỉ huy, kiểm soát của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 của Ukraine ở Krasny Liman thuộc vùng Donbass. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Slavyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng khoảng 30 km về phía đông bắc. Lực lượng Nga đã dùng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M để tập kích, loại bỏ binh sĩ bên trong sở chỉ huy cùng hai phương tiện giám sát, điều khiển máy bay không người lái UAV, 10 UAV thông thường hơn 300 UAV góc nhìn thứ nhất FPV, một thiết bị cột anten và ba xe địa hình của đối phương. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công tên lửa vào một cơ sở ở vùng Kharkov, nơi được cho là có những huấn luyện viên quân sự và lính tư nhân phương Tây. Khoảng 50 người trong số đó đã thiệt mạng. Nga đã nhiều lần cảnh báo có binh sĩ và thiết bị quân sự nước ngoài ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp. Đồng thời, Moscow khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự, chứ không phải dân thường. Ông Victor Litokin, người từng thuộc lực lượng vũ trang Nga và hiện là một nhà báo quân sự, nhận định với Sputnik, mức độ hiệu quả của Iskander M được công nhận mọi nơi ở phương Tây bởi tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 500 km, độ lệch 5 m so với trung tâm mục tiêu, được ví như lính bắn tỉa. Iskander M là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động trên đường với tầm hoạt động tối thiểu là 50 km và tầm hoạt động tối đa là 500 km. Khi được trang bị hệ thống dẫn đường tự động quang học thì sai số trượt mục tiêu chỉ là từ 5 đến 7 m. Hệ thống Iskander M có thể được trang bị cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Các tên lửa hành trình được phóng từ hệ thống này có thể bay ở độ cao cực thấp để tránh bị phát hiện. Theo nhà quan sát quân sự Lý Kinh, khi nói về các tên lửa đạn đạo của hệ thống này, chúng có một số đặc điểm khác thường. Chuyên gia quân sự này cho hay, bên cạnh thực tế là tên lửa Iskander M là một tên lửa đạn đạo thì nó cũng có thể được gọi là bán đạn đạo. Tên lửa Iskander M có thể bay dọc theo đường cong đạn đạo và sau đó thay đổi hướng bay sang phải, trái, trên, dưới với tốc độ siêu âm và tấn công mục tiêu được chỉ định. Hệ thống Iskander M được trang bị hai tên lửa để đảm bảo hỏa lực cao trong một cuộc tấn công. Bệ phóng của hệ thống này có thể phóng hai tên lửa đạn đạo hoặc hai tên lửa hành trình phụ thuộc vào nhiệm vụ được giao cho những người vận hành. Khi được hỏi liệu Iskander M có cần nâng cấp hay không, nhà quan sát quân sự này cho rằng không có điểm gì cần điều chỉnh ở hệ thống này, nó đã hoạt động rất tốt.